เลือกนานไหมนี่นี่ยังนี่ละมันมาคุยก็แค่ว่าของนี่นี่แหละจ้านี่ท่านเรียนออกไปทางไหนพ่อแอร์เลยปึ๊บไปเลยนี่นี่แม่ปึ๊บไปเลยเจ้ากระแลนตามเลยเจ้ากระแลนตามเลยนั่นนั่นเลยเรากันพ่อเราบอกพ่อกับปึ๊บไปหนึ่งพ่อเนี่ยตุ๊กตาข้าศาสตร์ประมาณก็เป็นเข้าอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมที่สองครับพี่phát hiện ra sự việc, các nữ nhân viên lập tức đuổi theo. Tên cướp sau đó đã bị cảnh sát tuần bắt giữ ở một bãi đậu xe gần trung tâm mua sắm. Phó chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Kalasin, đại tá Covid Charo Entan cho biết có các sĩ quan tuần tra khu vực khi sự việc xảy ra. Sau khi nhận được thông báo, họ đã bắt được nghi phạm trong bãi đậu xe. Tên cướp vẫn đội tóc giả khi bỏ chạy ra ngoài, nhưng cảnh sát đã gỡ nó ra để tiết lộ danh tính thật của hắn. Tại sở cảnh sát, tên cướp thừa nhận đã đến tiệm vàng và hắn đã lên kế hoạch cho vụ cướp nhưng không thành công. Trước đó, hắn đã tới cửa hàng 2 lần và lần này là lần thứ 3. Được biết, đây không phải lần đầu tiên hắn vi phạm pháp luật. Trước đó, nam thanh niên này đã bị kết án vì tội ăn cắp. Anh ta phải ngồi tù trong 6 tháng và sau đó được thả tự do.